Đi cho con. Con trả nó. Cút đi. Đấy, đi đi. Bên nhặt vợ ấy cho mẹ, đi lấy sổ về đây. Đây, dưới đây. Đây này, nhiều thế lắm. Ui, nhặt đi, nhặt vào sổ cho mẹ. Con sống. Thank you. Cô mày nhặt đi. Con không thấy. Ơ? Bé này lấy sổ kia về đây. Đừng nghịch. Con đi về đây. Sự tấn tới với dương mini.
được một con. Bùm. Thắp nến nhá. Tối đưa bên thắp cho mẹ nghe bài nhé. Thắp nến nhá. Người có nghĩa vụ và quyền phụ dưỡng người cao tuổi có trách nhiệm chính trong việc tổ chức tang lễ và mai táng văn hóa trong trường hợp pháp luật có quy định khác. Trường hợp người cao tuổi không có người có nghĩa vụ và quyền phụ dưỡng hoặc có người phối hợp người cao tuổi và các tổ chức đoàn thể sáng chưa? Ừ. Chị trai đi chơi đâu rồi? Gọi chị trai về đi. Đi cha. Tối rồi. Đi cha. Các đơn vị và lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện,
Em học từ chị đến chiếc quần áo. Rồi, lên rồi. À, lên lên cái ấy này, lên cho mẹ lót đi con. Lót nó, lót nó. Đi, lên trên. Hi. Đóng lại đi. Ôi dao ơi. Bảo như mẹ. Hai đứa ngồi khoanh chân vào. Cho bằng dao ơi. Xả mình tăng. Ấu à. Nóng lên. Để cho con. Đây. Để chị bố đi đấy. Để cho con. Đây. Ngon không? Lấy được cái này ăn đi. Để mẹ chọc cho. Nóng. Con. Đi mẹ lấy con. Ngon không? Có. Ngon. Rồi đấy mẹ. Tới nó ra chuyện nó. Tập chậm đi con, dễ không mà. Trời ơi. Nóng á. Đấy, thấy rồi. To thế. Ủa, to chưa? Nào, ngon. Có mắt của con mẹ. Mắt của mẹ. Thế. Vẫn còn cố một con à. Con này dai như đĩa đấy. Cơ. Sao nó lại tụt vào ấy? Ba. Lạc xì, lạc xì. Bên đi học, bên đi học, bên hát cho mẹ nghe bài nào. Bên, cô giáo dạy con hát bài gì? Ba ơi. Nào đứng dậy. Đứng lại. À. Bà ơi, bà. Chưa phải em tóc bà trắng trắng như mây như đó giờ bà tấm tấm bàn tay cha vui rồi biết bà vui. Ui, hay quá, giỏi thế nhờ. Chà đi học chà cô giáo dạy bài gì? Bà cô giáo dạy bài thiên con. Rồi bác thương con à.
nước. Hóa ra đây là mẹ trà. Vâng. Sao em biết mà tìm đường đến nhà chị ấy? Thì chị em hỏi anh em bên ngoài kia bảo là ở trong này có một đứa con thất lạc ở mấy về đấy. Rồi em uống nước. Nhà chị có ở đây xa không? Cũng khá xa. Khá xa. Thế nên sau hôm đấy bé Trà lại bị lạc vào trong rừng hả chị? Thì chị đi làm về xong rồi bố nó say rượu về xong rồi đuổi nó ra khỏi nhà, không biết đi đâu tìm mãi chả thấy đâu. Well, Dad. Con Trà đâu? Dạ, bố đừng uống nữa. Sao chưa đủ để mua tiếp? Dạ, bố đừng uống nữa. Con với cái bảo nghe nhé. Con không mua rượu cho bố nữa đâu. Không mua cho thì cút đi. Cút đi, cút đi. Đấy, đi đi. Ra cái hôm đấy là em đi tìm măng xong là tìm thấy bé Trà bị đói bị khát nằm ở giữa tảng đá ấy chị ạ. Tìm được cháu ở đây. Chị cảm ơn em trong thời gian qua đã chăm sóc cháu. Em thì nhận được cháu ở trong rừng, mang cháu về coi cháu như con, yêu thương đùm bọc cháu những tháng ngày nên chị không yên, chị cứ yên tâm thôi. Cho phép chị đón cháu Trà về. Ôi, nhưng mà trong thời gian Trà ở với em thương bé lắm, em coi bé như con. Bây giờ bảo cho bé đi em không nỡ đâu chị ạ. Ơi, con cũng thương mẹ nhưng mà con muốn về mẹ đẻ của mình. Con muốn về với mẹ đẻ của con á? Thế bây giờ chị đón cháu về thì chồng chị còn rượu chè đuổi bé ra khỏi nhà nữa không hả chị? Bây giờ cho bé đi như thế này em lo lắm ấy. Em yên tâm, hôm nọ anh cũng hối hận lắm rồi. Bây giờ chị xin phép đưa cháu về. Vâng. Con về với mẹ đẻ của con thì con phải ngoan nhá. Hôm nào có thời gian mẹ ra chơi nhá. Từ từ để em lấy ít đồ cho cháu. Vâng. Quần áo của bé mấy thời gian qua thì ở đây. Cảm ơn em nhé.
về với mẹ để con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, nghe lời bố như chưa? Học hành chăm chỉ với chưa? Không mà khi nào có thời gian mẹ qua thăm. Con về với mẹ của con đi, chị đến nhá. Con chào mẹ.